Hôm nay thì em sẽ pha một ấm trà thượng hạ Để mời tất cả các bác nhà mình Đang muốn thưởng thức hương vị trà Thì hôm nay thì em sẽ pha một ấm trà nhài nhé Trà nhài thì một năm Nó chỉ có hai tháng thôi Thì bác nào mà đang muốn thưởng thức trà nhài Thì hãy thưởng thức ngay Và xem cái video em test thử như này Dòng trà này thì nó đã được sấy lạnh này Còn đây trà này thì là trà nguyên chất Và sẽ được ướp với những cánh hoa nhài như này để nó sẽ lên một cái mùi thơm rất chi là đặc biệt thì với dòng trà nhà để thơm lắm nha các bác nhé thơm đậm đây với những cái cánh này thì đây là những cái cánh nhài được 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 có nghĩa là sấy bằng đá sấy lạnh đấy các bác ạ rất là ok nhé em sẽ pha ấm trà đầu tiên với một ấm trà nhài này thì đây là một ấm trà có hương vị thơm nhất đặc trưng nhất bởi vì nó là trà nhài trà sen còn bác nào mà uống nguyên vị nguyên chất nhé thì hôm nay em có trà đinh trà đinh trà tôm nõn này đây là những cái dòng trà cao cấp em đưa tới các bác rất là nhiều là cái màu vàng đậm đặc đây dòng trà này là 50 000 đồng trên một lạng nhé còn em sẽ có từ 25 000 thì đây là trà 25 ngàn này những cái cánh trà đợt này thì cũng rất là ok nhỏ gọn đây đây là trà nguyên vị nhá. À, với những ấm trà 25 000 như đây ạ, hôm nay em sẽ đóng gói vào những cái gói vàng như thế này. 25 000 một lạng, đây là gói hai lạng các bác ạ. Thế thì về ấm trà nhài, uh, trà sen, trà tôm lõn và trà đinh thì tất cả những cái dòng trà thì em sẽ chi tiết tới các bác về cái dòng trà thượng hạng ở đây. Đây là những ấm trà thượng hạng này các bác này. Uh, trà thượng hạng thì đối với các bác nào mà cần uh, sử dụng là đi biếu xếp hoặc là biếu người thân làm quà thì em sẽ có những lạng trà này như trà này trà 3 triệu một cân nhé đó là 300 nghìn một lạng trà đinh thượng hạng, ờ, trà đinh nhé cũng rất nhiều bác là chưa nghe đến trà đinh trà đinh nó là những cái nõn nhọn nhất ở trên cái nõn cây chè thì đấy gọi là trà đinh đấy cái này thì em có cả 4, 5, 6 triệu một cân cũng có nhé nhưng mà thường là các bác sử dụng tới 3 triệu còn bác nào muốn đặc biệt hơn thì uh, uh, cứ liên hệ với em còn về trà tôm nõn thì với cái trà tôm nõn này là cũng làm cho các bác nhà mình đi biếu này Đấy, một lạng, đây là một lạng với giá là 60 000 đồng trên một lạng. Em sẽ đóng hộp và đóng theo ấm như này để các bác nhà mình đi biếu nhé. Còn về trà đặc biệt, trà đinh đặc biệt này, 2 triệu một cân. Cái ấm này là 200 một lạng này các bác này. Đấy, dòng trà đinh cũng là dòng trà đinh thượng hạng luôn. Đấy, đây là những cái dòng cao cấp nhất nhé. Còn về những cái dòng cũng gọi là đẳng cấp rồi. Đây, quá đẳng cấp. Cái này thì em đang gửi được các bác là một triệu rưỡi. 1 triệu rưỡi một cân nó là 150.000 một lạng như thế này Do nó là dòng trà đinh nha các bác anh em nhé Trà đinh Còn về đây là trà tôm nõn này Đấy trà tôm nõn thì nó cũng là dòng trà đinh Nhưng mà có nghĩa là dưới cái đinh Thì nó là thuộc tên đặt tên của nó là trà tôm nõn Cái này là 90.000 đồng trên một lạng các bác nhé Cái này là em đang bán 1 triệu Nhưng với cái giá tại vườn Và cũng là cái giá mà em mới đưa tới các bác Để các bác nhà mình biết tới bên bên nhà em thì cái này em sẽ giảm giá 100 000 một cân thì nó còn 900 000 đồng trên một cân. Còn những loại cao cấp đây, như loại này. Thì loại này nó cũng là dòng tôm nõn nó là 800 000 nó là 80 000 đồng một lại nha các bác anh nhá. Đấy em đã sơ qua về những cái dòng trà thượng hạng. Còn về trà nếu như các bác nhà mình mà đang muốn đi biếu xếp, đang muốn đóng gói để làm quà cho nhân viên trong công ty thì đặt em nhé, em sẽ làm tên theo tên như các bác nhà mình yêu cầu. Đây là những hộp trà Đấy, đây là hộp trà này các bác nhà mình biếu xếp này. Các bác nhà mình muốn biếu loại bao nhiêu thì em sẽ đóng gói cả cả đóng trà nhài kia các bác nhà mình muốn đóng hộp này em đóng hộp nhá. Cái này là một triệu rưỡi một cân này, thì cái này nó là lửa cân này. Đấy em đóng hộp hết như này cho các bác, cho vào túi để các bác nhà mình sách đi uh, biếu quà luôn. Đấy, rất chi là sang trọng trịnh trọng luôn đấy các bác nhá. Đấy về em sẽ rót ấm trà nhài ra để các bác nhà mình uh, biết về cái chất liệu uh, phần uh, nước của nó. Đây. Đây là một ấm trà nhài. Thì về trà nhài này thì em đang đưa tới các bác là 40.000 đồng một lạng. Trong cái clip ngày hôm nay thì em muốn đưa tới các bác tất cả các loại dòng bình giữ nhiệt công nghệ USA kia nha các bác nhé. Có từ 1 lít cho tới 2 lít. Các bác nhà mình pha lắm tới 2 ngày và lạnh thì tới 60 tiếng. Giữ đá là 60 tiếng đấy ạ. Đấy. Còn về ấm trà nhài này thì đầu tiên là em đánh giá về cái vị trà mà em vừa mới pha một cái ly trà nhài ngon như này. Đấy. Thơm ngát luôn các bác ạ thì em mời tất cả các bác thì mình thưởng thức ấm trà này nhé thơm đặc trưng các bác ạ nó vừa có vị của trà mà nó có vừa có vị của hoa nhài thơm mát và đậm uống vào rất chỉ là ngọt giọng ngon lắm các bác ạ thực sự là rất chỉ là thơm thơm ngát luôn đấy thì về phần trà nhài này là em đang đưa tới các bác là 40.000 đồng một lạng nhá hành thơm ngát luôn các bác ạ thật sự đáng giá luôn để bác nào có thể thưởng thức cái trà này thì hãy liên hệ trực tiếp tới đơn vị em qua đầu số điện thoại trên màn hình video nhé. Và các bác thì mình đang quan tâm tới thật nhiều sản phẩm thì nhớ cho em xin một like, nhấn vào chuông và nhấn ngay và đăng ký kênh để theo dõi những cái sản phẩm tiếp theo. Đấy, còn cái này là 25.000 một lạng em đưa tới các bác rồi này, 25.000 một lạng này. Và và em có 30.000 một lạng đây ạ. Đây là trà 30.000 một lạng nha các bác nhé. Màu xanh này thì hôm nay sẽ đóng vào màu xanh cốm là 30.000 đồng một lạng này các bác này. Hai lạng là 60.000. Đấy, còn về trà 35 đây là trà 35 000 một lạng. Tất cả những trà này là trà nguyên vị nhé không phải là trà ướp hoa gì đâu, trà nguyên vị luôn. Và được trồng dòng trà này sẽ được trồng từ đất Tân Cương Thái Nguyên, những cái dòng trà thượng hạng. Và cái này là người nhà em trồng và tự sao nhé cho nên là các bác nhà mình sẽ được thưởng thức những ấm trà ngon nhất khi đến với đơn vị em thảo. Đấy thì em vừa tổng quan về những cái mẫu trà của bên em. À, dòng này là 50.000 đồng một lạng thì em đóng cả lửa lạng này Bác nào thích thưởng thức lửa lạng thì em cũng gửi lửa lạng để các bác nhà mình thưởng thức nhé à, Về dòng trà hôm nay thì em đã sơ qua về tất cả các loại Thì bây giờ bắt đầu em đi vào bình giữ nhiệt Bình giữ nhiệt thì hiện tại đơn vị em đang cung cấp tới các bác những dòng bình trà Bình giữ nhiệt, bình trà và bình giữ nhiệt Đây đầu tiên là chia sẻ tới các bác về cái bình trà đã Cái bình trà rất là ok Đây là một cái bình vừa pha trà vừa pha cà phê Đối với các bác này mình mà pha trà thì sẽ là pha trà uống trong tầm độ 6 tiếng nhé Thì nó sẽ nóng bỏng Riêng cái dòng trà hôm nay em đang tải này các bác pha vào đây chỉ uống trong vòng mấy tiếng thôi à, Không cái trà nó rất chỉ là ngon nhưng mình mà pha vào đây lâu ấy, Thì để lâu nó cũng sẽ bị lồng là nó thành chuyển nó màu đỏ Thì nước trà nó không còn màu xanh ngon nữa Thì các bác à, muốn ra vườn thì cứ pha lên một cái ấm này được một lít này còn đối với các bác thì mình pha trà chanh, trà atiso, đụ vối hoặc là lá vối thì cứ để hai ngày cho em. Thoải mái cho em với cái ấm này thời tiết nóng lực này thì các bác thì mình pha ra chai nhựa thì chỉ có hai tiếng với ba tiếng là nó đã thiêu rồi nhưng về với cái ấm này thì các bác thì mình để hai ngày vẫn uống được cho em thoải mái nhá hai ngày nước nó vẫn ấm nó giảm tầm độ 4 đến 5 40 độ để tới tầm hai ngày đấy các bác ạ thì nó cũng đã rất chi là nóng rồi đây là ấm pha trà thì cũng báo giá luôn tới các bác cái ấm pha trà này thì cũng rất nhiều loại có cả loại có cả triệu có loại sáu bảy trăm năm trăm và đây là một cái loại cũng rất chi là cao cấp và em đang đưa tới các bác là 230 000 một cái miễn phí ship tới tận nhà. Ấm pha trà. Đấy, còn về bình giữ nhiệt thì hôm nay là em sẽ đưa tới các bác 1 lít, 1 lít rưỡi, 1 lít thì nó sẽ có màu xanh và màu trắng như này. Thì màu xanh đang màu xanh cũng là một cái màu mà các bác ưa chuộng nhiều nhất. Trên bình thì sẽ có một cái lắp ca bằng y dày đẹp như này. Để các bác nhà mình đi rừng uống nước luôn nhé. Đấy các bác nhà mình nếu mà mình mà Uh, muốn mua hai cái về đựng một cái là nước nóng một cái nước lạnh thì nó rất chi là hay thì cũng chia sẻ tới các bác cái này là đựng đá một lít để đựng đá tới 50 tiếng nhá và chất inox của nó dày một ly sáng choang là như này thì đây mới là một cái bình loại xị giữ đá là 48 tiếng và giữ nóng cũng được là 48 tiếng thì nói là giữ nhiệt thì chắc tất cả các bác nghe là cũng hiểu ngay bởi vì ví dụ như đầu tiên trong vòng 10 tiếng thì nó có thể nóng 100 độ thì nó còn tới 90 độ còn sau um, 20 tiếng thì nó giảm trong 7 80 độ và sang ngày hôm sau thì nó giảm xuống hơn nữa. Nhưng mà nó vẫn có độ nóng nhá. Đấy gọi là bình giữ nhiệt. Đây là cái này 1 lít này, báo giá luôn tới các bác hàng USA công nghệ USA cao cấp 1 lít là dây da. Đấy và tất cả là của hãng hết nha các bác nhé, Hãng đây ạ, à, tên hãng đây. Sờ Vân nổi vào dưới đáy phải có tên thương hiệu các loại đây thì mới là hàng loại 1 nha các bác nhé. Đấy và đảm bảo với các bác là giữ nóng giữ lạnh và không toát mồ hôi đó là một cái điều quan trọng nhất đối với các bác nhà mình đi làm vườn đi lái xe ô tô hoặc đi uh, làm nông nghiệp thì sẽ rất cần một cái bình như thế này là hai rưỡi một cái đẳng cấp như thế này còn bác nào bảo tôi mua những cái loại rẻ hơn em cũng có nhá cái này các bác nhìn này sus 304 chuẩn xịn 100 phần luôn màu trắng có và màu xanh có đấy giá là 250.000 một cái các bác chọn màu lạo được và tiếp tới là bình một lít rưỡi thì em cũng sẽ có hai màu trắng và màu xanh nó cũng như vậy nha các anh nhá lắp ca rất chỉ là xịn chất inox thì phải nói là bóng bóng láng này như này từ cái dòng một lít rưỡi thì cái dây của nó là dây dù nha các anh ấy. đây trong này là màng trà đây với cái inox của nó thì dày một ly bên trong của nó là sus ba chuẩn xịn nhá giữ đá cho em 50 tiếng đến 60 tiếng cái bình một lít rưỡi này đây ạ có lắp ca inox rất chỉ là dày cái này thì em đang đưa tới các bác là 280.000 một cái miễn phí ship tới tận nhà còn về cái dòng cao cấp và thượng hạng nhất là một lít rưỡi và 2 lít đây các bác này. Đấy, về cái bình một lít rưỡi này thì hiện tại em đang có hai màu, một màu trắng và một màu xanh là cái dáng thể thao đây, thương hiệu của nó đây, KD đây. KD lủi chuẩn xịn lại một luôn. Cái này các bác thì mình giữ đá 60 tiếng cho em, cứ test và đá cùng cho em và em bao chất với các bác là không toát mồ hôi ra bên ngoài. Em bảo hành cho tất cả các bác mình đặt hàng của bên em nhé cái bình này thì em nói với các bác là mình dùng mình phải giữ gìn mình đừng đánh rơi nhiều bởi vì bên trong đó là những cái thành phần giữ nhiệt nó là sợi thủy tinh và nó là được lâm lượt inox của bên trong thì mình cũng giữ gìn mình đừng đánh rơi để cho nó bền cái 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 độ bảo vệ nó sẽ được bền hơn nhá thì đây là những cái bình mà các bác thì mình thay thế một cái phích nước này nếu như nhà các bác mà có trẻ em có người già thì với cái bình này nếu như có đổ cũng không bao giờ bị đổ không bao giờ bị vỡ thủy tinh ra ngoài bên trong nó thì sẽ được tặng kèm theo dây đai và cái chất inox các bác nhìn này đấy quá là chuẩn luôn đây là một cái bình mà em muốn đưa tới các bác nhiều nhất một lít rưỡi giá đang là 330.000 ba mươi một cái nhá có lắp cao uống nước đây đấy đậy lắp vào như này ba trăm ba một cái em miễn phí ship tới tận nhà này đấy còn về bình um, 2 lít 2 lít này thì các bác thì mình thay thế một cái phích nước cho em này nhà các bác mà có trẻ nhỏ thì các bác thử lên sử dụng cái này cho em lóng một ngày vẫn nóng bỏng và giữ đá thì cam kết với các bác là được 60 tiếng nhá. Cứ cho đá cục vào đầy bình này test thử cho em. Cứ hết một ngày các bác mở ra các bác đổ kiểm tra một lần sau đó lại đổ vào và lại tiếp tục giữ. Đấy mình nên giữ gì nhá, cũng như những cái bình kia là mình đừng nên đánh rơi nhiều cho dù đó là inox 304 rất chi là tốt nhưng mình bảo quản. Nói chung là của bền tại người. Đấy. Bác dùng thì sẽ dùng được mãi mãi nhưng mà mình sẽ rơi nhiều mình rơi nhiều thì nó sẽ long hết những, long những cái thành phần uh, giữ nhiệt ở bên trong. Thế cho nên là các bác thì mình nên bảo quản nó là như vậy. Đấy, đây nhá, mình mở lắp ra như này này. Đấy và với cái này thì các bác thì mình khi rót nước mình rót trực tiếp vào đây. Cái này thì nó sẽ đặc biệt hơn bên trong nó là lốc dày toàn bộ và bên trong này nó to như này, được tặng một cái dây đai. Sẽ có cả màu xanh và màu trắng mình rót nước như thế này nhé Và khi mình rót nước mình pha lụ vối này hoặc là mình pha trà, pha các loại uống thì mình sẽ bật cái nút này ra để mình rót lên này. Đấy và để nước sôi để pha mì tôm pha cháo khi mà đi làm xa mà cần phải pha cái bình uh, 2 lít thì báo giá luôn tới các bác là 350 nghìn một cái em miễn phí ship tới tận nhà những dòng cao cấp chuẩn xịn như này và bên đại lý em thì cung cấp hàng nghìn sản phẩm với nhau khi xem một cái video này các bác đang quan tâm tới trà những dòng trà thượng hạng mà trong mùa xuân năm nay các bác cần biếu và cần thưởng thức một ấm trà nóng trong mùa đông thì hãy đến với đơn vị em Thảo cần một dòng bình giữ nhiệt USA loại chuẩn xịn cao cấp của hãng nhé thì hãy vào Zalo em để em gửi mẫu cho các bác nhà mình lựa chọn còn nếu như bác nhà mình muốn mua bình rẻ hơn em cũng có nhé tất cả các loại em đều có hết đấy và bác nào muốn xem thật nhiều những cái sản phẩm của bên em thì nhớ cho em xin một like nhấn vào chuông và nhấn ngay vào chữ đăng ký kênh là chữ đen đen ngay cạnh các màn hình đấy ạ để đón xem những cái video tiếp theo của đơn vị em qua như những cái sản phẩm mới cho các bác nhé cảm ơn các bác đã theo dõi video này chào và hẹn gặp lại các bác ạ